Ngày 21 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Tổ chức Lao động Thế giới ILO tổ chức hội thảo tư vấn xây dựng pháp luật về lao động trẻ em. Tham dự và chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Doãn Mậu Diệp, ông Trang Hy Ly, Giám đốc Văn phòng ILO Hà Nội, cùng với sự tham gia của các đại diện tới từ Chính phủ Việt Nam và các học giả tới từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trường Đại học Y tế Cộng đồng. Theo đánh giá của các đại biểu tại hội thảo, hiện nay Việt Nam chưa có khái niệm phân biệt rõ giữa lao động trẻ em và trẻ em làm việc. Do vậy, cần xây dựng hệ thống pháp luật với những quy định phạm vi đặc thù sử dụng lao động chưa thành niên, xác định rõ thế nào là lao động trẻ em. Cùng với đó, trẻ em được tham gia một số nghề phù hợp. Lao động trẻ em là vấn đề cấp bách của toàn cầu. Theo ước tính của ILO, toàn thế giới có khoảng 168 triệu lao động trẻ em.